Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Ký Tự Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong cái thời điểm đậu trái sau cái thời điểm làm bông bằng cái biện pháp là đại bằng phủ. Hiện tại thì cái cây nó đang trong cái quá trình là rớt nhị, số nhị gần như là trên 90% rồi. Và cây nó đang bước trong cái thời điểm là đậu trái. Đối với cái thời điểm mà khi cây nó số nhị, cái tình trạng mưa liên tục thì cái quá trình rụng bông nó sẽ diễn ra rất là nhiều. Đôi khi dư nước nó sẽ gây ra chết hạt phấn, dư nước nó buông cuốn, cái lá nó non hoài, nó phát triển liên tục, hoặc là nấm bệnh nó tấn công, hoặc là khi các bạn đi phân thì nó thiếu dinh dưỡng, cái quá trình rụng nó sẽ diễn ra mạnh hơn. Cho nên là đôi khi khi mà cái quá trình số nhị nó diễn ra ở thời điểm mưa liên tục thì cái vấn đề đậu nó sẽ diễn ra rất là khó, hoặc đôi khi là nắng mưa nó gây ra tình trạng sốc cây, sốc môi trường, sốc nhiệt độ thì nó cũng dẫn đến tình trạng rụng rất là nhiều nữa. Cho nên là đối với cái thời điểm mà mưa liên tục thì các bạn cần ưu tiên là chúng ta chăm sóc cây cho nó kỹ hơn. Về cái vấn đề phòng ngừa sâu bệnh, nước hoặc là những cái chung vi lượng hoặc những cái chất giải độc để hỗ trợ tốt cho cái quá trình đậu trái của cây nó diễn ra mạnh hơn. Thì đối với cái cây này, cái quá trình đậu trái nó diễn ra cũng tương đối là ổn rồi. Những cái chùm bông nó sổ nhị trước á, thì hiện tại cái trái nó xanh nè. Các bạn có thể thấy ha, trái nó xanh đen. Còn những cái sổ nhị sau thì cái trái nó cũng tương đối là xanh. Đối với những cái chùm bông này thì cái quá trình mà để tăng tỷ lệ đậu thì các bạn nên tiến hành là chúng ta rung cho nó rụng những cái cánh để cho cái quá trình đậu nó diễn ra được tốt hơn. À, những cái trái này nè các bạn ha, những cái trái này nó xanh nó đậu chắc cú nè, cái lá nó cũng lụa nè. Đối với cây này thì nó có cái độ lớn tương đối là phù hợp, không có quá lớn mà cũng không có quá nhỏ. Rồi chúng ta làm bông phải để trái bình thường, chủ yếu để trái những cái tàn chàng chạp phía dưới. Đây những cái sổ nhị trước nè, các bạn thấy ha. Cái này thì nó sổ nhị trong cái thời điểm mưa liên tục luôn. Tuy nhiên mà hiện tại thì cái trái nó cũng xanh này. Trái này là tương đối ổn. Những cái chùm mà nó sổ nhị sau thì nó sẽ đậu sau. Khi mới sổ nhị xong thì cái trái nó có màu vàng vàng ha. Tuy nhiên mà bình thường, đó là biểu hiện bình thường thôi. Còn khi mà nó rụng cánh rồi thì cái trái nó sẽ bắt đầu xanh lên, đối với điều kiện là cái trái của mình nó đậu được nha. Còn nếu nó đậu không được á thì cái trái của mình nó vàng thì sau nó rụng luôn. Nè, đối với cái chùm này các bạn có thể thấy nè, cái chùm này nó đã đậu chắc cú rồi đây. Đối với cái tỷ lệ bông chùm thì cái quá trình đậu nó sẽ diễn ra rất là mạnh thấy các bạn. Tuy nhiên mà bông chùm mà các bạn cần tiến hành là chúng ta vũ cho những cái cánh bông nó rớt ra hết, nó lầu ra những cái bông cái trái non như vậy nè, thì cái quá trình đậu nó diễn ra tốt. Còn nếu mà để nó dính những cái cánh nó rụng cũng rất là mạnh. Thì cái này những cái cánh bông thì nó đã rụng xuống hết rồi, nó lầu ra những cái trái nè, mỗi mắt lá nè, thì chúng ta có thể thấy cái trái nó xanh và cái lá nó cũng đã lụa rồi, thì nó sẽ đậu tốt thôi. Thì trong thời điểm này mình đã tư vấn nhà vườn là tiến hành là ngưng dinh dưỡng ở dưới gốc này, chúng ta để cho cái quá trình đậu trái nó diễn ra được tốt đi, khi trái nó bự lên đi, lúc đó tùy theo tình trạng mà chúng ta có thể đi dưỡng lại sớm hoặc là đi trễ hơn một chút. Trong cái thời điểm đậy bằng phủ thì cái gốc nó vẫn phát triển được bình thường các bạn. Ngay chỗ vị trí này nè, cái gốc nó cắn vô nè, chúng ta có thể thấy nè, nó tạo ra một vết cắn vô, chứng tỏ là cái gốc nó vẫn lớn, vẫn phát triển bình thường và bộ rễ nó vẫn phát triển bình thường, chứ nó không có bị tình trạng hư rễ. Thiếu nước thì thiếu, nhưng mà nó sẽ không có hư bộ rễ cám, tùy theo cái biện pháp mà các bạn xử lý thôi, hoặc là cái thuốc mà các bạn xài thì nó mới gây ra tình trạng si hư thôi, chứ không phải đậy bằng phủ là nó hư đâu. Cái gốc này nó vẫn lớn bình thường và trong cái quá trình đậu trái nó sẽ phát triển được bình thường. Các bạn thấy nè, nó cắn như nè, thời gian xử lý là 2 tháng mà nó cắn như vậy, mà trong điều kiện thiếu nước chứng tỏ cây nó vẫn lớn được bình thường. Thì trong thời điểm mà khi nó sổ nhị xong thì cái quá trình gục xử lý nó đã có diễn ra rồi, như trái như vậy thì cái quá trình gục xử lý nó đang diễn ra. Nhưng mà khi chúng ta quan sát cái trái nó xanh thì cái quá trình gục nó sẽ diễn ra ít,
Trong thời điểm này các bạn tiến hành bổ sung canxi bo sau gầy, thuốc bình định kỳ để giúp cho cái trái nó đậu tốt nha. Tại vì đây là những cái thời điểm mà cây nó rất là cần những cái chất đó. Sâu bệnh ghẻ, lá lụa rồi thì ghẻ nó không có tấn công trên lá, tuy nhiên mà trái non thì sẽ tấn công liên tục trên trái non luôn. Hiện tại thì những cái chài phía dưới nó cũng đang trong tình trạng nhú thêm nè. Đối với cái này thì cái tỷ lệ phá lá các bạn thấy ha, là ít chứ không có nhiều, vừa phải để tránh cái tình trạng cây nó mất sức quá nhiều. Tuy nhiên mà cái quá trình bọc bông của nó diễn ra cũng gộ và nhiều chứ không ít. Đây, trong thời điểm này thì cái vấn đề nước á, các bạn tiến hành là giữ ẩm thôi nha, chúng ta đừng có tưới quá dư nước. Dư nước thì nó cũng ra tình trạng là rụng bông rụng trái rất là nhiều. Đừng có để nước nó bị ngập, nước ngập thì nó dễ làm suy bộ rễ hoặc là sốc sốc vàng, nó gây ra tình trạng rụng trái non. Này, các bạn thấy này, những cái chùm nó xanh hết trơn rồi nè. Hiện tại những cái cây này nó đã sạc tàn ra kìa. Đối với những chùm bông này nè, mà các bạn không có tiến hành giũ bông á, không có làm cho cái cánh nó rớt xuống á, cái quá trình đậu của nó vẫn diễn ra nhưng mà nó rất là thấp. Khi mà chúng ta vũ á, cái cánh nó rớt xuống, quá trình đậu sẽ diễn ra rất là tốt. Nó tiếp xúc đầy đủ với nắng ánh sáng, và khi mà các bạn tiến hành phun thuốc á, cái thuốc nó sẽ nhận đủ. Và đặc biệt là cái điều kiện trên trái nó khô ráo, nó không bị ẩm. Để khi ở thời điểm này các bạn có thể thấy là nắng đã lên rồi, tuy nhiên mà cái trái nó vẫn còn ẩm. Thì cái cánh nó đang trong tình trạng phân quỷ á. Đó, chúng ta vũ xanh ra vậy nè. Quá trình đậu nó sẽ diễn ra mạnh hơn. Cho nên là cái vấn đề vũ bông là quan trọng. Đây các bạn thấy ha, trái nó lòi ra xanh liền. Này, như những cái chùm này nè, tỷ lệ đậu nó sẽ khó, rất là khó vũ ra. Trái xanh sáng liền. Trong cái điều kiện bình thường á, bình thường là các bạn không có tác động gì lên cây á, để yếu tố tự nhiên. Này, nếu như mà cái cánh bông nó rụng thì cái quá trình đậu nó vẫn diễn ra tốt hơn. Đối với điều kiện mà các bạn để cánh bông nhưng mà các bạn phun thuốc liên tục thì quá trình đậu nó cũng diễn ra không tốt. Cho nên trong thời điểm này cố gắng làm cho những cánh bông mình nó rớt thì quá trình sổ nhĩ của nó sẽ kéo dài 5-7 ngày hoặc là hơn tầng 10 ngày vậy đó. Cho nên là tùy theo tình trạng mà các bạn có thể tiến hành vũ bông liên tục luôn. Làm sao cho những cái cánh nó rớt ra như vậy nè, nó bắt đầu chùm trái ra vậy nè, nó nhận ánh sáng thôi thì nó cũng đậu được nè. Cái này tỷ lệ bông chùm cao cho nên về sau cái quá trình gục sinh lý nó sẽ diễn ra cao. Thì các bạn thấy là nguyên một chùm như vậy nè, vậy sao nó đào thải nó cũng chỉ giữ lại vài trái thôi chứ không phải là nó giữ hết toàn bộ cái số trái. Tùy theo cái lực của từng cành từng cây mà cái quá trình đậu nó sẽ diễn ra, thì chúng ta hỗ trợ thêm cái vấn đề dinh dưỡng này kia thì nó sẽ đậu thêm thôi, tuy nhiên mà nó vẫn dựa vào cái lực cây. Ở thời điểm số nhị thì những cái cây này nó bông chùm như vậy nè các bạn, cái tỷ lệ nó nhiều như vậy nè. Cho nên chúng ta vũ bông liên tục.
Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cần dừa, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Những cái vị trí trên cao nè, nó rất là dễ đậu, tại vì nó nhận được đầy đủ ánh sáng, phân bón này kia và dinh dưỡng nó dồn vào nước là mạnh. Cho nên là khi các bạn tiến hành phun phân thuốc á, chúng ta ưu tiên những cái vị trí ở phía dưới thấp kỹ hơn. Chúng ta phun ở những cái vị trí phía dưới thấp cho nó kỹ hơn thì cái quá trình đậu ở dưới nó sẽ diễn ra mạnh hơn. Quan trọng những cành trong này nè các bạn, nè. Những cái này trái xanh nè, trái này đậu chắc cũ rồi nè. Đây trái này cũng đậu nè. Cành này cành không vá nhưng trái này cũng đậu. Cây cho trái năm đầu á, hoặc để cho cái cây nó khỏe, nó không bị si á, thì những cái trái vị trí trong đây nó rất quan trọng, cho nên phun phân thuốc của chúng tôi gà kỹ dưới này nè. Còn ở trên đọt thì lúc nào nó cũng đậu tốt hơn ngay. Rồi, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Những vị trí phía hôm nay nè, các bạn thấy nó thiếu sáng rất là nhiều. Nếu như mà phân thuốc các bạn chạm không tới hoặc các bạn không làm cho những cái cánh bông này nó rụng nè, nó sẽ bị nấm khuẩn nó tấn công rất là mạnh.